Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thành AZ đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp với series đó chính là Plan vs Zombie 2 nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy để cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ, nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thôi, let's go. Chúng ta, cái arena mình đã lên được cái đời mới rồi anh em ạ. Và chúng ta đứng thứ 3, đừng đùa, thăng hạng luôn. Nên cái Good Lewis đó chính là cái cúp gỗ. Cho sẽ bắt đầu từ bé lên lớn anh em nhé. Tournament, hình như là lại có tournament mới à. Và tiếp mình sẽ chơi à. Mình sẽ cần đứng ở trong một trong ba vị trí từ 1 đến 3 để chúng ta có thể lên được gọi là vị trí tiếp theo anh em nhé. Ok, sẵn sàng. Sẵn sàng chiến đấu anh em ơi. Chúng ta sẽ có bowling ạ, bowling boons, con này khỏe vãi nồi à. Với sức mạnh rơi vào tầm 300, 200. Mà nó còn lăn như thế này thì ui, quả cầu khổng lồ. Ảo phết nhờ. Rồi chúng ta đợi xíu. Đợi game tí anh em à. Úi xồi. Vào đây cưng ơi. Chúng ta sẽ giật xét ở bên này này. Đông đấy nhỉ, có vẻ là cũng khá đông. Chúng ta sẽ để đây giật xét thì nó quá khỏe luôn anh em ạ. Một quả bowling thì cũng quá ba so với cái sức mạnh của nó có thể đạt được. Ok. Ui giữa hai cái mình sẽ sử dụng cái này để giật sấm xét đấy anh em. Rồi. Nó lại đơn giản. Chỗ nào có đông zombie nhất là mình sẽ lao thẳng cái bowling vào. Ui thắng rồi. Nhanh dã man anh em nhỉ. Quá nhanh luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ mở ra rất là nhiều thứ. Ui 4000 coin đây này. Mình anh em có nên sử dụng cái gọi là phương án gì đó mới không nhỉ? Rồi, chiến thuật gì đó mới không? Đang tìm thử xem có chiến thuật gì đó nó hay ho và xịn sò hay không nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là đánh nhau ở trong phần Battle Z nhá. Battle Z, mình sẽ tìm Battle Z để xem chiến thuật nó như thế nào. Ok, PvZ2, Battle Z. Ok, tắt cái đi này, chắc chắn này, snowball.io ạ. Game này hay đấy. Nhưng snowball này cũng hay và mình sẽ tải cái này về nhá, để tiếp có thể làm cho anh em. Stone Mine. Thêm vào danh sách này, rồi. Nó xem quảng cáo nó cũng ra một đống tựa game mà 2 ngày trước. Hình như là được sử dụng cây sấm sét hay sao anh em ạ. Cho thế thử xem cái Battle Z như thế nào nhé. Arena Battle Z không biết bị khóa chưa. Sử dụng mốt không biết bị khóa không nhỉ. Đoán thử xem. Chơi luôn anh em. Chúng ta sẽ phải sử dụng một số cái cây để Battle Z Quick đề tuần 185 à. Đấy, chính xác rồi anh em ơi. PS2 Battle Z Quick 185. Premium plan thử nào. Premium. Ok. Free plan power win. Nó được 5,6 triệu free plan à. Có cái nào 77 triệu là 77 triệu free này. Toàn là free thôi. Mình cũng không thấy có chiến thuật nào mà tốt hơn được rồi. Thôi 5,9 triệu, 77 triệu là căng nhất anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ sử dụng áp dụng cái chiến thuật kiểu gì đây? 185. Ảo ấy. Sao 77 triệu làm nào á? Rồi chúng ta sẽ sử dụng áp dụng nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có săn đúng không? Săn trước chúng ta sẽ sử dụng cái cây cây này. Cây cây bóng tối á. Đâu nhỉ? Tìm cái bóng tối cả ngày không thấy luôn. Bóng tối đâu? Đây cây này. M200 luôn nhá. Và tiếp theo là dùng gốc cây lửa nha anh em. Gốc cây lửa. Touch good. Gốc cây lửa của tôi đâu?
bây giờ tìm đúng là đó con mắt anh em ạ, thấy nhiều cây quá ấy. Cho chỉ cần nhớ cái vị trí của gốc cây lửa thì ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây gốc cây lửa đây. À, cái này là anh em bảo là đặt nó ở trong cây đậu thì nó sẽ tăng cường sức mạnh nhá. Pear Vines, Risky Bomb Rice và chúng ta sẽ sử dụng cây càng cua, khá là ảo nhỉ. Chứ này sẽ sử dụng như thế nào đây? Càng cua ở phía trên. Ok. Không dùng cây sấm sét luôn á. Không thèm dùng cây sấm sét luôn anh em ạ. Sticky Bomb Rice, ok rồi. Chúng ta sẽ có một hàng lửa ở phía trên trước. Mình nghĩ mình nên tạo ra sun trước anh em ạ. Xong rồi mình mới mình sẽ cần hai hàng trước. Đang suy nghĩ là xem đặt như thế nào cho nó hợp lý. Đặt đây luôn á. Đầu tiên tôi sẽ cần rất nhiều sun anh em nhé. Và cái sự bảo vệ, cái sự gọi là bảo kê của cây. Rồi xong rồi đặt như thế này. Anh em thấy được chưa? Thấy ổn không? Quá là ổn. Xong rồi sử dụng cây càng cua ở phía trên. Đấy. Thập diện mai phục anh em nhá. Thiếu một cây. Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ nâng cấp lên lửa xanh cho bọn này là xong. Chiến bạn ơi. Rất là nhiều săn luôn. Thoải mái đặt luôn. Càng cua này. Chúng ta sẽ ăn hết lửa xanh cho một cái này. Ba hàng giữa trước nhá. Sticky Bomb Rice. Ui, còn được búp sức mạnh nữa này thì bá đạo ấy. Nhờ. Đây. Càng cua ở giữa. Ui. Sticky Bomb Rice. Ok. Hạ gục được luôn anh em ạ. Khá là ảo nhờ. Né chỗ ấy ra anh em ơi. Né chỗ này ra mà mình phải đào cái ô đi. Để lấy con này, thảo nào nó bắt mình đặt ở đây. Thì ra nó cũng có lý do cả đấy anh em ạ. Không đơn giản nhá. Sticky Bomb Rice. Đặt ở full đây anh em. Full rồi. Bây giờ sẽ đặt Sticky Bomb Rice. Và đặt cả cái này luôn. Bảo vệ đi. Power Vince. Đấy. Sticky Bomb Rice rất là mạnh anh em ơi. Ở trên này có bảo kê luôn nè. Nhưng Sticky Bomb Rice nó hồi lâu ấy. Đốt cháy hết. Ảo ma chưa? Không ăn được. Vấn đề là không vào được bạn ơi. Tuổi tôm mà các bạn vào đây được. Đốt ngay. Cho đốt ngay. Làm sao có cái tuổi mà vào đây. Chết ngay. Vừa pha vẫn Sticky Bomb Rice vẫn tiếp tục được đặt lên nha anh em. Vào là chết. Làm gì có cái tuổi. Chưa đầy ổn đấy anh em ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn không được nhiều điểm như mong đợi, như cái kỳ vọng cho lắm. Thật sự luôn. Không biết tại sao. Sticky Bomb Rice. Rồi kệ đi anh em ơi. Tôi còn hết săn cả săn cơ. Bây giờ không có săn mà đánh nhau này thì đánh kiểu gì. Ok. Sticky Bomb Rice đã full, chưa full. Còn một cái ở trên nữa. Được hơn 4 triệu rồi đấy anh em ạ. Sức mạnh bắt đầu được thể hiện rồi đấy. Nice. Rồi mình đặt thêm ở chỗ gốc cây lửa nữa là ngon. Nice. Đặt ở đâu nữa? Chịu. Bây giờ đặt cái đậu đi anh em. Đặt cái trên này luôn. Đậu bảo vệ luôn gốc cây lửa anh em. Khá là ảo nhỉ. Yeah. Và đậu bảo vệ luôn cả cái cây ở giữa này luôn. Không có chỗ đặt nữa rồi. Hết chỗ đặt rồi. 6 triệu anh em ạ. Kỷ lục là 6 triệu điểm nhá. Đấy. Thấy không? Dù ra hết plan nhưng mà tôi cũng không vấn đề gì cả. 7 triệu. Cố lên anh em. 7 triệu. Yes. Chúng ta được kỷ lục đó chứ. 7 triệu 1 nha anh em. Sử dụng cái chiến thuật như này của mình. Anh em thì chắc có vẻ khó hơn đấy, không dễ hơn để tạo đâu, nhưng mà mình thấy là ổn anh em ơi. Nhờ ten. Khỏe quá nhờ. Continue anh em. Hay mà, game này cực hay luôn ấy.
ta sẽ chơi một cái phần khác. Trước đây thì mình sẽ áp dụng cho nhiều cái màn để mình lên top 1 rồi, chắc chắn rồi. Trước đây anh em đánh có thể rất ngon nhá. Battle Z tuần mới, week mới. Close, chúng ta sẽ đánh thêm một trận ở trong cái phần Penny Pursuit. Rồi, chúng ta quay trở lại. Để đánh nhau cho Penny Pursuit ở đây. Đấy, tôi sẽ sử dụng được những cái cây tôi thích. Nice, ok. Ok, chúng ta sẽ dừng chơi màn 23 này. Đấy, ten 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 ten. Chúng ta sẽ chơi màn này. Mình sẽ chơi một số cây nó lạ lạ và số cây nó dị dị nhá. Để kết hợp cho anh em xem thử như này nhá. Buồn cười lắm, nhiều cái thứ buồn cười lắm. Ok, có được chọn cây hay không? Hình như được chọn. Tôi không biết tôi có được chọn hay không nữa. Chắc chắn là phải có lửa rồi. Lửa và mình sẽ dùng cái cây này boost luôn. Cái lửa là ưu tiên rồi. Lửa đâu? Lửa đây. Chomper. Không có chopper lửa nhỉ? Ở đây có chopper lửa như kiểu là bên Plan vs Zombie 3 thì nó đỉnh của chopper. Chopper thì có nhưng mà không có chopper lửa thôi. Boost luôn. Cái con này boost hết luôn anh em cho nó khỏe. Tội gì. Rồi. Con lửa rồi. Xong đặt cái min đậu vào đây anh em bạn là đẹp. Min đậu. Min đậu vào đây. Ok, tôi còn tận đến 4 cây nữa, tôi lựa chọn cái chiến thuật để mình làm. Dòng lửa. Đây là màn toàn màn băng thôi anh em ạ, nên dòng lửa là rất rất là giá trị ha. Cái này cũng phải búp sức mạnh lên nhá. Búp lên. Một cây mình hay chọn cái cây tạo ra săn anh em ạ. Đấy. Rồi. Thêm 3 cây nữa. Bất kỳ đi. Dòng lửa đâu nhỉ? Dòng lửa để trên là quá ngon luôn. Không biết dòng lửa vứt đâu rồi. Gốc cây lửa chắc là cũng không cần đến. Không cần đâu nhỉ. Hay cho vào. Bút lên. Bút thành xanh luôn đấy. Xanh lét luôn. Không có dòng lửa đâu nhỉ. À đây đây. Rồi. Một cây khả năng nổ. Ok. Rồi ok. Let's rock. Chiến tốt anh em. Săn trước. Rất nhiều săn dành cho tôi ha. Cứ bình tĩnh anh em ạ. Đây 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 đây. Tạo ra rất nhiều săn dành cho mình nha ha. Ok. Từ từ từ. Hạ gục xong rồi anh em nhá. Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Rồi. 6 lép à? 6 lép nó sẽ tấn công theo kiểu gì đó. Đây nó sẽ tấn công theo kiểu này. Khiêng 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 lên, khiêng lên, khiêng lên. Khiêng lên anh em ơi. Khiêng lên, khiêng lên, khiêng lên, khiêng lên. Chỗ này cũng có cần khiêng này. Nói chung là cần rất là nhiều khiêng ha. Không cần gốc cây lửa đâu, theo mình thấy là cũng không cần gốc cây lửa đâu nha anh em. Mẹ nó chết mất cái con đấy rồi. Chết thật sự luôn anh em ơi. Nó đang lao vào cực kỳ là nhanh nha. Cho bây giờ chết mất một cây nữa là mình tèo nhá. Ui. Thắng chứ. Vẫn thắng, may quá. Mất thêm cây nữa mình thua. Quá khó luôn. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé.